Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tình tiết mới nhất của bộ phim Mùa Dậy Trổ Bông. Khi Minh Châu biết được chính Thiên Khôi là người hãm hại, gán cho Duy Bảo cái mác Sở Khanh, đều cáng. Đã vậy, sau vụ tai nạn, Duy Bảo còn mất lý trí. Vì vẫn còn tình cảm với Duy Bảo, Minh Châu cảm thấy day dứt vô cùng. Cô tìm gặp anh, muốn nối lại tình xưa với anh, còn không quên hứa hẹn sẽ giúp anh giành lại những thứ thuộc về mình. Thế nhưng khi chứng kiến Duy Bảo và Quyên vui vẻ bên nhau, cô Thiên Kim tiểu thư đã hẹn gặp Quyên, cao giọng tỏ rõ chủ quyền, còn yêu cầu Quyên phải rời xa Duy Bảo. Liệu rồi Quyên sẽ phản ứng ra sao trước màn tuyên chiến của tình địch? Và Duy Bảo vốn là người tham vọng, khi lấy lại được ký ức, anh sẽ chọn con tim hay chọn theo lý trí là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Dưới sự chăm sóc tận tình của bà Huệ, của Quyên, cùng sự quan tâm của bà con hàng xóm, kỳ tích xuất hiện, giúp Duy Bảo lấy toàn bộ ký ức. Sống bên cạnh những con người lương thiện, anh hiểu được những đau khổ, tủi nhục mà bà Huệ từng trải qua. Anh tự nhủ, Bến Sậy sẽ là nơi anh làm lại từ đầu. Anh còn hạnh phúc khi tìm được chân ái của cuộc đời bên cạnh Quyên. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, Minh Châu ăn mặc sang trọng, thần thái ngút ngàn, đứng trước cổng trường của Quyên. Cô nàng cao ngạo tiến tới. Cô là Quyên phải không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Vì Quyên từng bắt gặp Duy Bảo và Minh Châu tay trong tay, nên cô đã lường trước được mục đích của chuyến viếng thăm này. Thay vì trốn chạy, cô sẽ dũng cảm đối mặt. Cả hai tới quán cà phê gần đó, Minh Châu vào thẳng vấn đề. Chắc cô cũng biết tôi từng là người yêu của anh Bảo. Quyên nhẹ nhàng. Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? Nhìn ánh mắt kiên định, tự tin của Quyên, Minh Châu cảm thấy khó chịu. Cô cao ngạo. Tôi thấy cô đang đeo bám anh Bảo của tôi. Tôi muốn cô hãy tránh xa anh ấy ra. Quyên cười mỉa. Chẳng phải cô nói là đã từng thôi sao? Giờ anh Bảo là người độc thân, tôi ở bên anh ấy thì có gì sai? Hơn nữa, chúng tôi từng là bạn thân lớn lên bên nhau. Giờ chúng tôi còn là hàng xóm láng giềng. Cô thử nói xem, tại sao tôi lại phải tránh mặt anh ấy? Minh Châu đối lý. Cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Quả thật trước đây, Minh Châu từng rất yêu Duy Bảo. Anh không chỉ đẹp trai, giỏi giang, bản lĩnh, mà từng đối xử với cô rất tốt. Đến cả ông bố khó tính của cô cũng ưng Duy Bảo ra mặt, còn có ý định giao lại tập đoàn Hưng Phát cho con rể tương lai. Cả hai đã tính tới chuyện trăm năm, nhưng vật cản lớn nhất trong tình yêu của họ chính là Thiên Khôi. Trên danh nghĩa là em trai cùng cha khác mẹ của Duy Bảo, Thiên Khôi thường xuyên đặt điều, nói xấu anh trai. Chỉ tới khi Thiên Khôi đưa Minh Châu tới bắt tại trận, Duy Bảo không một mảnh vải che thân lên giường với người phụ nữ khác, khiến lòng tin trong lòng Minh Châu dành cho Duy Bảo tan thành bọt biển. Cô đã không lắng nghe lời Duy Bảo thanh minh, càng không cho anh cơ hội chứng minh sự trong sạch. Trong lúc tức giận, cô chọn cách bỏ sang trời Tây. Đã vậy, khi nghe tin ông Thiên gặp tai nạn, vì mẹ con Thiên Khôi bưng bít thông tin, không cho ai biết việc Duy Bảo bị mất trí mà cố tình thêu dệt, anh không chịu được cú sốc nên tạm thời không màng tới thế thái nhân tình, giao lại toàn bộ cổ phần cho mẹ con Thiên Khôi. Chỉ tới khi Minh Châu tìm hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, cô mới giật mình phát hiện tất cả đều là chiêu trò của Thiên Khôi. Cô hận Thiên Khôi, nhưng cũng trách bản thân không tin tưởng người yêu. Khi Duy Bảo cần cô nhất thì cô lại không ở bên. Vì tình yêu mãnh liệt dành cho Duy Bảo, Minh Châu quyết tâm tìm tới, chủ động bước vào thế giới của anh thêm một lần nữa. Cô cũng muốn giúp anh đối đầu với mẹ con Thiên Khôi, giành lại quyền kiểm soát tập đoàn Trang Thiên. Khi cho người tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của Duy Bảo, Minh Châu tức phát điên khi thấy ánh mắt Duy Bảo nhìn Quyên đầy thân thương, trìu mến. Với sự nhạy cảm của phụ nữ, Minh Châu nhận ra Quyên chính là vật cản ngáng đường. Cô cần tới ra đòn phủ đầu với tình địch. Cô tiếp tục công kích. Cô Quyên này, cô phải biết tôi yêu anh Bảo thật lòng. Chỉ có tôi mới đem tới cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất. Quyên đáp trả, thế cô có biết anh Bảo cần gì, muốn gì hay không? Minh Châu hất tóc, tỏ ra am hiểu về con người Duy Bảo. Với điều kiện của gia đình tôi sẽ giúp anh ấy giành lại cái ghế chủ tịch tập đoàn Trang Thiên. Sau khi chúng tôi thành vợ thành chồng, cả Trang Thiên và Hưng Phát sẽ giao hết cho anh ấy quản lý. Anh ấy sẽ có sự nghiệp lẫy lừng, ai ai cũng kính nể.
Quyên khẽ cười. Vậy thì cô chẳng hiểu gì với anh Bảo rồi. Thứ anh ấy cần lúc này không phải là những vật chất xa hoa, không phải là tiền tài danh vọng. Thứ anh ấy cần là cuộc sống bình yên, được làm những điều mình thích, được sống với những người yêu thương. Quyên nhấp một ly nước, tiếp tục phân tích. Cô thấy đó, trước đây anh Bảo không hề cười, lúc nào trong đầu cũng là những tính toán, những kế hoạch. Nhưng giờ anh ấy vô âu vô lo, tinh thần anh ấy rất thoải mái. Lời Quyên nói không sai, Minh Châu cũng cảm nhận được nụ cười thỏa mãn của Duy Bảo. Nhưng lần cô trở về này, cô nhất định phải có được anh. Minh Châu cao giọng, chắc cô cũng biết vì sao anh Bảo gặp hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác. Không phải là tình cờ, mà chắc chắn là có người hãm hại. Quyên hiểu ngụ ý của Minh Châu. Người đang được nhắc tới chính là mẹ con bà Thanh. Chính bà Thanh từng hành hạ, ghẻ lạnh với con riêng của chồng. Sau khi gặp tai nạn, lấy danh nghĩa là mẹ kế, bà tìm cách giam lỏng, còn cố tình đổi thuốc để Duy Bảo mất trí hoàn toàn. Mẹ con bà Thanh buông tha cho Duy Bảo, chẳng qua hiện tại anh không có khả năng phản kháng. Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của Duy Bảo cũng do mẹ con bà Thanh quản lý. Nhưng một khi biết Duy Bảo bình phục, chắc chắn họ sẽ tìm cách trừ khử Duy Bảo. Nghĩ tới đây, Quyên cảm thấy lạnh sống lưng. Minh Châu được đà xông lên. Ở bên tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho anh ấy. Tôi cũng sẽ giúp anh ấy đối đầu với mẹ con Thiên Khôi. Rồi Minh Châu kêu căng, nhìn thẳng vào mắt của Minh Châu, giọng tự tin. Cô nghĩ anh Bảo có thể hạnh phúc trong một túp lều tranh hay không? Hay là anh ấy còn không giữ được mạng sống của mình? Cô là người thông minh, cô phải biết điều gì tốt cho anh ấy chứ. Ánh mắt Quyền long lanh, cô phải kiềm chế cảm xúc để đối phương không thấy được tâm trạng buồn bã, thất vọng của cô. Chưa dừng lại, Minh Châu còn lấy ra một chiếc phong bì, đặt lên bàn. Tôi biết gia đình cô chẳng dư giả gì, còn đang nợ nần chồng chất. Xem như đây là cái giá tôi trả cho cô, vì thời gian qua đã tận tình chăm sóc cho anh Bảo. Quyền uất ức, người giàu các người lúc nào cũng nghĩ tới tiền. Cô cầm lấy, những gì tôi làm được cho Bảo, tôi sẽ làm. Minh Châu mỉa mai, đúng là nghèo mà còn sĩ diện. Số tiền này đủ để cô trả nợ, còn giúp thằng em lêu lổng của cô mở một cửa hàng nhỏ. Quyên chẳng muốn phí thời gian đôi co với Minh Châu. Cô vội vã rời đi, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Cô yêu Bảo thật lòng, nhưng cô hiểu lời Minh Châu không sai. Chỉ có Châu mới bảo vệ an toàn cho Bảo, chỉ có Châu mới giúp anh ấy xây dựng cơ nghiệp. Và điều quan trọng, khi Duy Bảo hồi phục, anh yêu Quyên, nhưng anh hiểu giá trị của Minh Châu. Anh sẽ lựa chọn con tim hay là lý trí. Chuyện tình của Bảo và Quyên sẽ trải qua những sóng gió, thăng trầm gì? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.